khi tôi thử cái đàn này, tôi muốn nói rằng hay quá, tuyệt vời quá về âm thanh, hay vô cùng. Tôi nghĩ rằng là một cây U2M có tiếng như thế này, dòng M vốn đã là tiếng hay rồi, nhưng mà cây U2 thì giá nó lại rất là rẻ hơn hẳn U3. Và tiếng như này rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng kiểm tra các phần bộ phận khác của cây đàn để thấy là cây đàn này, tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Mời các bạn. Vâng. Cây đàn này được đánh giá là body B, key B cộng, pin A, action A và sáu A. Chúng ta cùng xem body của cây đàn. Tôi nghĩ là B nhưng mà rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy B rất đẹp. Vâng. Từ mặt trước, từ nắp. Vâng. Đấy. Tiện thể với cái nắp này thì chúng ta xem cả hai mặt luôn, mặt trong, mặt ngoài luôn, giá nhạc. Và các bạn kiểm tra key luôn. Vâng. Khi cây đàn rất tốt các bạn nhé, tôi vừa đánh vừa tương tác rồi, rất là tuyệt vời. Vâng, chúng ta xem phần nắp bên dưới và bê đan. Vâng, cũng rất là sạch đẹp, bê đan hoạt động rất tốt và rất mới. Chúng ta xem phần đầu hồi bên này và sao bót. Vâng, rất đẹp. Vâng, tôi nghĩ là không có một vết xước nào lớn cả. Có một vài vết xước nhỏ nhỏ bằng hai ba sợi tóc thôi, và không đáng kể, vẫn đảm bảo được cái tính thẩm mỹ. Và đây là một bộ phận quan trọng của cây đàn sao rất tuyệt vời, không có một vết nứt nào cả. Đấy. Vâng, U2M pin A rất đều, rất đều. Các dây quấn cũng rất đều, các bạn sẽ thấy rằng là dây nào cũng có 3 vòng quấn xung quanh. Đấy. Rất chính xác là 3 vòng các bạn nhé. Dây nào cũng vậy. Tự nhiên nếu các bạn thấy có một cái dây nào có 2 vòng hoặc một cái dây nào có 4 vòng, các bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao. Đây là đều và chứng tỏ là cái cây đàn được lên dây từ trước nay là rất là ổn định. Đấy. Action tôi vuốt trên đầu phím các bạn thấy. Với cái tiếng mà tôi vừa chơi rất là dày dặn và trầm ấm, nó không bị đanh, chứng tỏ đầu búa rất là mềm. Mềm, những cái búa ở giữa như này mà còn mềm như thế này. Và tiếng như vậy mà không bị lõm sâu, chứng tỏ là cái người chủ trước dùng rất ít. Và chúng ta xem các dây co. Đấy, rất là đều tuyệt vời như thế này. Đồng màu. Nó có cũ nhưng cũ đều các bạn nhé, khác với cái chuyện tự nhiên lại có vài cái dây mới tinh rồi một số cái rất là cũ thì hoàn toàn là không là tốt. Bây giờ chúng ta xem ở phần dưới, phần đầu dây phía dưới này. Rồi, các đầu dây này đều không bị rỉ. Đấy. Các cái khâu làm vệ sinh của các kỹ thuật viên bên chỗ chúng tôi rất là chi tiết, tôi nghĩ là rất là không có vấn đề gì. Tôi muốn nói rằng một cây đàn như thế này với tất cả các tiêu chí tuyệt vời như thế này rất đáng để chúng ta lưu ý khi mua đàn. Và đặc biệt đây là cây U2M thì cái dòng U2 giá nó lại rẻ. Đấy, nhưng lại rất hiệu quả hơn hẳn U1. Các bạn hãy lưu ý điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.